đời chân đi mở mang nam hải đức ông đệ tam người dòng dõi kim chi xa hoa hải đường hoàng thiên kim cô đệ nhất tức hạ hương là đất ni trầm oanh xa tên gọi đại hoàng tô vương cô đôi tên gọi đại hoàng cô thông minh trí tuệ đảm đang nhiều bề trên non đảo nghinh đùng đùng gió cuốn đi đỉnh sườn sườn cuốn cuốn đi dòng mây lâu đài tàn đi chính cung đào tiên lầy lòng non bồng vương cô khai tiệm thành thấy sao xa đừng chiếc năm bình thìn dọc ấp mi một bình Nguyễn Thái Bảo vừa năm mặt Nguyễn Thái Bảo xin cô công chúa tốt sao
bi mật chúng sinh cùng ngã kim đi vì mần sơ đẹp dựng lên vương vô tông đuổi chép biên rõ ràng vì cho nhiều trường sinh Bình.